Khi mà các bạn đang sở hữu một cái khuôn viên sân vườn lớn thì chắc là cũng rất nhiều người gặp phải các cái vấn đề là chúng ta nên trang trí sân vườn như nào, xây dựng như nào thì nó đẹp, chúng ta có những cái gì ở sân vườn để kể với bạn bè, để gia đình chúng ta cùng chiêm ngưỡng. Đấy, ví dụ như công trình này thì cũng có một cái khu sân vườn tương đối là lớn. Và ở đây thì chúng tôi cũng đã tư vấn được, hiểu được chủ nhà và tư vấn được những cái thứ rất là hay, những cái câu chuyện và những cái điểm nhấn của phần sân vườn. Ngoài những cái cây cổ thụ như này, ngoài những cái bức tường đơn giản như này thì cái điểm này là cái điểm mà nó kết nối với cái ngôi nhà của chúng ta, cũng như là cái khu mà chúng ta hay sử dụng nhất. Thì sau đây mời các bạn cùng chúng tôi vào phía bên trong để tìm hiểu xem đó là gì nhé. Đây nha mọi người, chúng ta sẽ có một cái khu rất là đẹp như này. Đó, thì trước khi mà đi vào giới thiệu chi tiết thì mời mọi người cùng ngắm qua một lần. Đó, toàn bộ giữa cái khu kết nối của cái phần sân vườn này với cái phần nhà này. Đấy, khu này thì là cái khu vực ngắm cảnh này, là khu vực đi lại để vào không gian phía đằng sau. Đó, hôm nay thì các nghệ nhân, các họa sĩ và các nhà điêu khắc đang hoàn thiện nốt những cái công đoạn cuối cùng để sắp tới sẽ bàn giao công trình này. Đó, thì mời mọi người cùng chúng tôi đi vào đây nhé, để xem các cái họa sĩ. Giới thiệu mọi người, đây là họa sĩ Trọng Phú này, nhà điêu khắc luôn. Em chào anh Phú ạ. Dạ vâng. Chào, dạ vâng. Thôi xin phép anh cứ làm đi, xong có gì em hỏi anh, anh chia sẻ cho mọi người một chút nhá. Rồi, thì okay. Khách hàng của chúng ta ở đây là gia đình nhà chú Duy. Đó, có một cái sân vườn khá là rộng. Thì anh Phú có thể giới thiệu qua một chút là anh làm cái gì ở đây không? Và tại sao lại chọn cái bối cảnh như thế này để tư vấn được cho chủ nhà, để phù hợp với cái nhu cầu của chủ nhà như thế nào ấy? Vì đây là cái tiền sảnh của hông của nhà gia đình. Đã. Nên là chúng tôi cũng bàn với chủ nhà là lựa chọn những cái tác phẩm gì nó phù hợp với cái kiến trúc. Dạ vâng. Cái sảnh thì theo cái kiến trúc của Tây Âu ấy, thì chúng tôi cùng gia đình đã chọn được cái tác phẩm là Napoleon. Đang phi trên ngọn dãy núi Alper đấy. Dạ vâng, phi trên ngọn núi Alper. Sau là sẽ tạo một cái gành thác nước chảy xuống cái bể nhỏ này. Dạ. Xong sẽ có cái sục khí ở đây. Dạ. Đấy. Cho em xin hỏi một chút nhá. Chủ nhà bây giờ chắc cũng phải trên 50 rồi. Dạ. Mà cái bức họa bức tranh điêu khắc của Napoleon trên cái dãy núi Alper này, là lúc đấy là chắc vị này cũng đã có một khá nhiều các cái thứ ở phía đằng sau và cũng vẫn liên tục tiến lên phía trước, đúng không? Đúng rồi. Nó cảm giác như là đang đồng bộ với chủ nhà đây anh nhỉ. Tức là hướng chủ tới. Nhà thì cũng làm kinh doanh. Dạ, là lấy một hình tượng của một người anh hùng ấy. Dạ. Thì đang có hướng cưỡi ngựa trên dãy núi này thì có hướng là đi lên. Dạ vâng. Đấy. Rồi. Đấy. Nên là cái tác phẩm này nó cũng rất hay, nó phục vụ được cả về mỹ thuật cũng như là về ý tưởng. Cái đây không, anh cho em hỏi tế nhị một chút nhé. Đây là cái phương án thứ mấy mà anh tư vấn cho vị chủ nhà ở đây? Thực ra là cũng rất trùng khớp với gia chủ, là khi tư tưởng được đặt ra ấy, thì là ăn khớp luôn. Dạ, cho nên khớp là luôn. Cũng không mất quá nhiều thời gian. Dạ, để lựa chọn, bởi vì cái phương án thì trước đây là cũng có gia chủ cũng có những cái gợi ý như là ốp đá hay các thứ đấy. Dạ vâng. Nhưng mà để nó kéo được cái kiến trúc của tân cổ điển từ ngôi nhà ra đến tường rào thì lựa chọn này là lựa chọn cũng là thứ hai, nhưng mà lại ăn điểm luôn và ít chỉnh sửa đúng không? Gần như là nó đồng bộ với cái ngôi nhà của chúng ta, đúng cũng rồi. Như là khu sân vườn chúng đúng ta rồi. Thì giới thiệu qua với mọi người, anh Phú đây là đã là người mà làm rất nhiều các cái công trình lớn, đặc biệt là những cái công trình theo phong cách tân cổ điển này, hoặc những phong cách từ châu Âu đến châu Á, đúng không anh? Ừ, hiện nay thì chúng ta cũng có rất nhiều các cái giải pháp thông thường, ví dụ như là tranh này anh này, đúng không? Ví dụ như là chúng ta đắp xi măng. Nhưng mà ở đây thì chúng ta dùng những cái ngoài cái ý tưởng trang trí về cái phong cách thì anh dùng những cái vật liệu cũng như là các cái cách làm nó khác biệt. Thì anh Phú có thể là giới thiệu cho mọi người là chúng ta dùng những cái vật liệu như này thì nó có khác biệt gì so với những cái phương pháp làm khác không anh? Đó, ở tầm dưới. Thực ra là trong nghệ thuật thì nó vô cùng và muôn hình muôn vẻ. Đây nó là
cái môn gọi là điêu khắc. Dạ. Nhưng mà là đắp vào chứ không đục ra. Dạ, điêu khắc đá thì chúng ta sẽ lấy hình ra, đục ra. Còn đây là đắp vào. Dạ. Thì cái giải pháp mà để tạo được cái hiệu ứng tốt ý, thì mình sẽ làm đắp xi măng như này để tạo ra cái độ kênh bong. Dạ vâng. Đấy, khi cái mẫu mà đưa lên thì nó chỉ là mảng dẹt 2D thôi. Dạ. Nhưng khi mình thể hiện bằng sự nồi nõm của chất liệu thì dạ, nó sẽ tạo lên được rất nhiều hiệu ứng. Vâng. Và ánh sáng. Nói chung là mình làm nhiều rồi thì những cái này đó thực ra là khi thì anh có thể giới thiệu chia sẻ cho mọi người là để được một cái bức tranh nó rất cầu kỳ tỉ mỉ như này, rất nhiều công đúng không anh? Đúng rồi. Thì anh có thể chia sẻ cho mọi người là cái động lực nào hoặc là anh dồn cái tâm huyết như thế nào vào cái công trình này không? Đã có công trình nào mà các chủ nhà làm giống nhau hay chưa? Hay là mỗi công trình nó lại phải qua một cái tâm hồn khác, một cái tâm huyết khác anh? Đúng rồi. Chính vì tại sao là thường những cái công trình nó cầu kỳ mà người ta đòi hỏi đến mượn nghệ sĩ về nhà để tham luận cũng như để tham khảo thì hầu như là họ rất để ý đến cái việc tiểu tiết, dạ vâng, trang trí. Dạ. Cho nên là khi mà mình làm nghề ấy, dạ, thì ngoài cái việc mà được học hành ở trường ra thì khi, dạ, đi làm thì những công trình mà kế tiếp công trình thì mỗi công trình nó đều có một đặc thù khác nhau, dạ, nên hầu như là chỉ tham khảo của nhau chứ ít khi giống nhau. Không giống nhau đâu. Không giống nhau. Ví dụ như cái này cũng là tác phẩm mang tính đột phá mà nó rất khác với nhiều bức tranh Napoleon khác. Dạ vâng. Dạ. Vì đây nó thể hiện được cả về mặt ứng dụng của phong thủy cũng như là công năng của những cái hiệu ứng. Dạ. Ánh sáng, nước chảy, rồi khói, sộp khói. Đấy. Dạ. Xong rồi đến hội họa, xong đến điêu khắc, rất là đa dạng. Đặc biệt là sự quan tâm của chủ nhà nữa đúng không anh? Đúng rồi. Thế thì anh có thể cho em đây là cái gì anh nhỉ? Đây này. Cái này. Cái bên trong. Cái áo này. Cái này anh này. Đúng rồi, cái áo. Đây là áo choàng nhá. Dạ vâng. Áo choàng khi choàng vào đây thì ở trên núi mà dạ, nó sẽ quẩn lên. Đây là nó cũng theo một cái bức tranh của ông David. Dạ. Bức tranh mẫu thôi. Dạ. Mình cái này thì phải tuân thủ theo mẫu, còn mình, dạ, chỉ làm kênh bong mới gợi ra những cái độ nồi nõm thôi cho nó đẹp thôi, còn về biểu trưng thì mình tuân thủ những cái bức tranh nó đã nổi tiếng rồi. Dạ. Đã và cái đấy để tí dẫn mọi người đi cảm nhận riêng anh nhá. Thế thì anh có thể giới thiệu cho em biết là hai bên xung quanh rồi hai cái bức tranh bên cạnh thì nữa là nó có ý nghĩa gì không? Vì đây nó cũng như theo Tây Á, theo Đông Á mình nó cũng như là một cái bức chứng môn. Dạ vâng. Nhưng mà mang cũng phong cách của tân cổ điển thì, dạ, hai bức mà mình cũng như chủ nhà lựa chọn ấy, dạ, thì là cũng lấy hai mẫu của tranh phương Tây. Dạ. Đấy. Hai bên đều ôm lấy nước. Đấy. Rồi. Lấy nước. Ôm lấy nước giữa. Ở bên kia thì cũng có một cái lâu đài. Dạ. Và có hai con thiên nga đấy. Dạ vâng. Và bên này thì thuyền và bến. Thuyền và bến. Tức là hai cái bức tranh bố cục này nó cũng rất là hay và nó đối xứng nhau, nó ôm chặt lấy cái khoảng cái chiếu chấn môn này. Dạ vâng. Thì ở giữa đây thì thường như là trong nghệ thuật thì nó có một chút trào phúng của cái thú vui là anh hùng thì phải có mỹ nhân. Dạ vâng. Đưa hai cái này thì là đưa hai cô gái phương Tây là cũng vác cái bình gần như là đấy cũng là lấy nước rồi, dạ, là nó đều nó có điểm chạm với nhau đúng không anh, điểm kết nối giữa các cái bức tranh này, mà tức là tất nhiên là cái dẫn dắt ở câu chuyện này thì nó đều phải là ăn khớp nhau, dạ, mặc dù là chúng ta đưa vào để chúng ta chơi để cải thiện cái lúc rảnh rỗi để chúng ta có cái dạ, vui thú vui đấy, dạ, đại khái là thế. Em rất cảm ơn anh Phú đã dành thời gian chia sẻ cho em cũng như là mọi người hiểu về ý nghĩa, dạ, cũng như là các cái phần điêu khắc của mình anh ạ. Thì khi nào xong thì mời các bạn lại đến thưởng ngoạn, nó khi, dạ, hoàn thiện nó cũng khá là hấp dẫn đấy. Thực ra những con người như anh Phú ấy thì nó rất là hiếm có anh ạ. Thì hy vọng là sẽ một ngày gần nhất thì chúng em cũng như là mọi người đang xem video mà có yêu thích thì sẽ được gặp anh Phú trong một, dạ, ngày gần nhất. Rồi, rất cảm ơn anh nhé. Thì xin phép anh là cho chào bọn em, người, cho, ừ, mọi người ngẫm một chút. Okay. Thì mọi người có thể thấy là mỗi một cái sản phẩm mỹ thuật thì nó đều có những cái cảm nhận riêng của mỗi một vị khách hàng riêng. Thì mỗi ví dụ như chúng tôi thì ở đây thì có là nhu cầu về làm đẹp,
Đấy, thế còn với chủ nhà thì nó có thể là có nhu cầu về tinh thần mọi người nhé. Đó, về cảm xúc. Đó, thì cái phần mỹ thuật này rất là khó và chúng tôi sẽ đi dẫn mọi người để chúng tôi giới thiệu chi tiết và cũng như là để mọi người cảm nhận về cái mức độ đẹp của nó. Thì chúng tôi xin dành lại một chút thời gian khoảng 30 giây để giới thiệu cho mọi người về công ty Kisato cũng như là họa sĩ Trọng Phú ở đây đã trải qua rất nhiều các công trình lớn những cũng như là những công trình nhỏ, và đặc biệt là anh đã trải qua những cái trường lớp từ thực tế, từ cha ông cũng như là trường đại học mỹ thuật rồi đại học kiến trúc, và về những cái công trình điêu khắc như vậy thì nó khác hoàn toàn so với các giải pháp thông thường. Thì hy vọng sẽ được gặp mọi người một ngày gần nhất. Và đây thì như anh Phú đã nói đấy, ở đây thì chủ nhà cũng đồng ý là làm một cái thác nước ở đây đó, có phong thủy ở chính giữa cũng như là một bức tranh chấn môn. Thế còn về các cái vật liệu được sử dụng ở đây thì nó gần như là đều là các cái vật liệu thông thường, ví dụ như là xi măng này, rồi sắt này, rồi sơn này. Thế nhưng ở đây thì chúng tôi nắm được về cái tỷ lệ của vật liệu đó, làm sao mà để nó có độ bền cao nhất đó. Và khi mà nó tồn tại ở ngoài môi trường này thì về cái phần sơn, rồi về những cái phần nhũ, rồi những cái phần màu thì chúng tôi cũng phải trực tiếp nghiên cứu rất là lâu đó, thì chúng tôi mới có được nhiều cái tỷ lệ và để một cái sản phẩm nó bền đẹp. Đấy, bền vững theo thời gian. Thế rồi những cái kênh bong các thứ thì sẽ được họa sĩ tư vấn trực tiếp cho quý khách hàng khi mà chúng ta chuẩn bị chốt đó. Đấy thì các cái điểm này kết nối với nhau rất là hay nhá. Thì cũng có những cái thứ mà để chúng ta sẽ có thể giới thiệu cho khách hàng, cho đối tác, cho bạn bè, cho người thân khi mà chúng ta đến đây. Thì giới thiệu cho mọi người chi tiết một chút hơn về cái quá trình làm. Thì đầu tiên là phải làm cái lớp mặt một chút. Đấy, rồi để vẽ như thế này thì chúng ta làm sao mà in hình lên được mọi người. Chúng ta không bao giờ in lên như các trẻ thơ thì người ta sẽ in lên các thứ, nhưng ở đây chúng ta vẽ bằng cả tâm hồn. Đó nên mọi người nhìn này, những cái chú thiên nga vẽ trực tiếp bằng tay hết nhá, không có cầm giấy in như ngày xưa. Thế rồi chúng ta đều bằng cảm nhận, nó bay bổng hay không thì nó ở những cái nét vẽ. Sau đó là chúng ta chuyển những cái 2D này thành những cái 3D thì nó ra được sản phẩm cuối cùng. Đó, những cái vẽ này đến đâu thì chúng ta sẽ vẽ thêm bổ sung và để chúng ta kết nối thêm mà nhé. Đó, đây là một bức tranh cô gái này cũng được phác họa trước, sau đó thì mới hoàn thiện từng điểm từng phần một lên được. Đấy thì các anh các bác các chú nghệ sĩ thì người ta sẽ làm những cái phần hoa văn này là chính, nhưng bên cạnh đó thì mọi người cũng nên đầu tư một chút chất xám về thiết kế. Thì chúng ta sẽ có những cái cột như này để nó kết nối vào hình khối so với những cái bức tranh của các họa sĩ ở đây nhé, nó sẽ đẹp hơn nhiều. Đó thì ở đây là một cái sản phẩm rất là tâm huyết và được đầu tư khá là kỹ lưỡng, cả về mặt thời gian, cả về mặt trí tuệ cũng như là về mặt chi phí. Thì thực ra về cái sản phẩm nghệ thuật thì mỗi cái nó lại có những cái về chi phí khác nhau. Thì hy vọng là chúng tôi hy vọng chính là sẽ mang được cái sản phẩm tinh thần, sản phẩm trí tuệ cũng như là về cái cảm xúc đến cái ngôi nhà của các bạn, đến cái sân vườn của các bạn nhé. Thì hy vọng sẽ được phục vụ mọi người trong một ngày gần nhất. Đặc biệt là chúng tôi có thể phục vụ được trên khắp 63 tỉnh thành với những cái trụ sở lớn ở các cái thành phố lớn nhé mọi người. Thì xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video chia sẻ lần sau. Thì nhớ đăng ký kênh hoặc là để lại bình luận hoặc gọi nhắn tin cho chúng tôi qua số điện thoại bên dưới nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Công ty cổ phần kiến trúc Kisato là công ty hàng đầu trong lĩnh vực thiết kế, thi công xây dựng chuyên nghiệp, phục vụ khách hàng trên khắp 63 tỉnh thành. Chúng tôi có các trụ sở trải dài từ Bắc, Trung, Nam với văn phòng Kisato Hà Nội, văn phòng Kisato Ninh Bình, văn phòng Kisato Đà Nẵng, văn phòng Kisato Thanh Hóa, văn phòng Kisato Thành phố Hồ Chí Minh, văn phòng Kisato Đồng Nai. Đặc biệt, Kisato còn tiên phong đi đầu trong việc tạo ra những ngôi nhà trải nghiệm để khách hàng có thể trải nghiệm trực tiếp sản phẩm nội ngoại thất với đa dạng phong cách khác nhau. Kisato định hướng phát triển thành tập đoàn xây dựng hàng đầu khu vực, không ngừng đổi mới sáng tạo với triết lý phục vụ, làm đẹp từ tâm.